Chào mừng các bạn đã đến với kênh Men Review. Sau đây xin mời các bạn lắng nghe bộ truyện Mày Tôi Sinh Ra, Bách Quỷ Dạ Hành, Tuyết Thi Hộ Đạo nhé. Ngày 15 tháng 7 mở quỷ môn tứ lương bát trụ tiên gia tới, bà lão đang ở trong nhà cầu cho tiên gia che chở, quỷ tiết ngày âm tháng âm năm âm, có thể bình an trải qua không có tai họa. Lúc này đột nhiên có một người đi đến gõ cửa cầu cứu, Lý lão đầu đi ra mở cửa, ông dường như còn trong cơn buồn ngủ dụi dụi mắt đi ra. Ai mà lại đến tìm lúc đêm hôm khuya khuất như vậy chứ? Nhìn người phụ nữ tóc dài che kín mắt, đôi môi khô hốc với cái bụng to trước mặt. Lý lão đầu không hiểu sao ngày đêm rét lạnh như vậy lại có một thai phụ chạy ra ngoài. Ông mời cô gái vào nhà rồi đột nhiên bà lão trong nhà hét lên. Lý lão đầu đừng quản chuyện của cô ta là người chết. Lý lão đầu không hiểu gì quay đi quay lại thì đã bị dáng vẻ của thai phụ dọa cho giật mình. Cô ta túm lấy tay của Lý lão đầu hai mắt đỏ ửng, gào hét lên, hãy cứu con của tôi. Bà lão trong nhà cầm roi đánh vào người thai phụ làm nó đau đớn hét lên rồi quỳ xuống đất. Bà lão chính là Lung bà, là đệ tử xuất mã chính thống cung phụng tứ lương bát trụ tiên gia. Sao có thể để loại nghiệp chướng như ngươi ngang ngược ở đây được? Thai phụ quỳ dưới đất miệng lẩm bẩm, chưa chết, nó quay ngoắt cái đầu về sau mà hét lên, tôi chưa chết, con của tôi. Lung bà nhìn mà thở dài, sinh khí của thai phụ này đã tan đi, chẳng qua là dựa vào chấp niệm của người làm mẹ mà mới chịu đựng đến bây giờ, con của cô e rằng sớm đã không còn rồi. Thai phụ không chấp nhận sự thật liền xé toạt cái áo của mình, để lộ ra cái bụng bầu nói rằng, không, còn sống, nó vẫn còn sống. Cái bụng của cô ta có một con rết to đùng bám chặt lấy. Lung bà nhìn mà hoảng lên, con rết đó là di phúc hung thai, sao lại có xúc sinh dùng loại tà thuật vô cùng nham hiểm này hại người. Lý lão đầu không hiểu hỏi bà, hung thai là gì, trong bụng của nhà đầu này như vậy rồi liệu đứa con còn sống được không? Lung bà lo lắng nói, nguy rồi, thai nhi đã nghìn cân treo sợi tóc rồi. Nếu như thai nhi chết, chấp niệm của cô ta cũng sẽ tan đi. Đến lúc đó một xác hai mạng, cô ta sẽ hóa thành quỷ khó sinh. Quỷ khó sinh sẽ cầm lấy kéo đòi mạng, đem những thai phụ ở gần đây xem là thế thân của bản thân. Lý lão đầu thấy thế lo lắng hỏi, thế thì không cho cô ta mau chóng sinh đi. Lung bà nói rằng, không thể xin lúc này, bà bấm ngón tay xem giờ, lập tức đến giờ tí rồi, giờ tí tối nay là giờ âm ngày âm tháng âm năm âm. Đứa trẻ này khi sinh ra chính là âm mẫu chết, âm tử sinh ra bách quỷ cười, còn người sống khóc, âm tử bẩm sinh thông linh. Một khi tu hành quỷ đạo, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn người thường gấp trăm lần, là lựa chọn tốt nhất khi các ác quỷ đoạt xá. Bây giờ, quỷ quái ở trăm dặm xung quanh đều đã để ý đến đây, muốn giành xác để tu luyện, tiểu tử này một khi sinh ra, bách quỷ dạ hành thì e rằng cả ông và tôi đều sẽ mất mạng ở đây. Lúc này tiếng chuông đồng hồ vang lên, không hay, giờ tí đã đến rồi. Con rết trên bụng thai phụ nhảy lên định giết lấy Lung bà nhưng nó đã bị chém làm hai, là Lý lão đầu đã ra tay. Thanh đao của lão già này đã từng chém chết quỷ, chém chết thổ phỉ, hôm nay sẽ chém chết yêu quái này thử xem thế nào. Lúc này thai phụ cũng đã không chịu được nữa mà gào hét lên vì đau đớn, đứa trẻ trong bụng trực tiếp làm vỡ bụng của cô ta chui ra ngoài khóc oe oe. Lung bà bế đứa trẻ lên dỗ dành, cuối cùng thì đứa trẻ cực âm này cũng đã được sinh ra rồi. Xung quanh rất nhiều ác quỷ đang nhìn ngó. Lý lão đầu đi đến không hiểu tại sao đứa trẻ này lại không có cuống rốn, Lung bà thở dài giải thích. Đứa trẻ này là bị người khác đặt vào trong bụng nữ tử này, sao có cuống rốn được chứ? Thuật di phúc hung thai là đem đứa trẻ vừa thành hình lấy ra khỏi cơ thể. Khi ở cùng với ngũ độc huyết, nhét vào trong cơ thể của nữ tử sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm. Hơn nữa nữ tử này có quan hệ trực hệ với đứa trẻ này, sau khi đứa trẻ trưởng thành sẽ không đợi sinh em bé mà đem nữ nhân giày vò đến chết. Bây giờ một xác hai mạng, hai hung hồn lệ khí hiên ngang không có thần trí, chỉ có thể nghe theo người thi pháp. Lý lão đầu đứng kế bên nói, sao lại có người ra tay độc ác đến như vậy? Lung bà nói tiếp, chỉ có huyết hải thâm thù mới báo thù kẻ thù như vậy, không chỉ hại đứa trẻ. Hơn nữa cha mẹ ruột của đứa trẻ cũng sẽ bị nguyền rủa, cả nhà sẽ chết, sau khi chết sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ, âm tào địa phủ cũng không thu nhận. Lung bà đi đến nói với cô gái, nha đầu vất vả cho cô rồi, cô gái đưa cho Lung bà một món đồ, đây chính là vật tổ truyền của đứa trẻ đó. Cô gái quỳ xuống đất cúi đầu, đại ân của hai vị kiếp sau ta sẽ báo đáp đầy đủ. Lung bà xúc động mà khóc lên, cô yên tâm đi, đứa trẻ này ta sẽ nuôi nó thành người, rồi cô gái phụt ra một ngụm máu rồi gục xuống đất mà đi bán muối. Đột nhiên có rất nhiều tiếng nói, thơm thật, kèm theo tiếng gọi tên của Lý lão đầu, ông hốt hoảng vội cầm đao lên thủ thế nói. Sao đột nhiên lại có nhiều người gọi tên ta như vậy? Lung bà kế bên ông nói, đừng trả lời bọn họ, đó là quỷ gọi hồn thôi. Quỷ môn đã mở, ngũ độc huyết đã kích thích những thứ dơ bẩn này, không đợi kịp nữa rồi. Lung bà đưa đứa trẻ cho Lý lão đầu rồi nói,
đem đưa đứa bé này vào trong nhà. Ông thấy vậy liền hỏi lại, còn bà thì sao? Lúc này, bà lập tức chắp tay kết ấn triệu hồi ra một con rắn lớn, xin mời Thường Bát lão gia xuất hiện. Bà già và những xúc sinh này sẽ liều mạng với chúng. Bên đây Lý lão đầu bế đứa trẻ vào trong nhà gọi lớn, Tam Oa, sau đó đưa đứa bé cho cô gái rồi nói, hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ này. Bên trong nhà là con trai của Lung bà, cậu ta lo lắng hỏi, mẹ của tôi thế nào rồi? Tôi muốn ra ngoài cùng với bà ấy. Nhưng Lý lão đầu ngăn cậu ta lại, cậu chỉ là một người bình thường, còn mẹ cậu là đệ tử xuất mã lợi hại nhất trong trăm dặm xung quanh. Ông lấy từ túi áo trong ra một vật gì đó rồi nói, đây là đại ấn của mẹ cậu bảo cậu đưa nó lên nóc nhà ngồi. Cho dù xảy ra chuyện gì đều không được nói, không được nhúc nhích, nói rồi ông cầm đao lên nói, nếu như tôi và mẹ cậu xảy ra chuyện, cậu hãy đưa vợ và con chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể, mẹ cậu nói rồi, lão Tùng ở trên đỉnh Đông Sơn sẽ bảo vệ cho các người. Hãy nhớ kỹ lời của mẹ cậu nói. Cậu ta chỉ đành ngậm ngùi trong nước mắt mà đáp lên, vâng. Lý lão đầu trở lại bỏ mũ xoắn tay áo buộc bàn tay mình lại để cầm đao cho chắc. Lung bà sau khi triệu hồi rắn thì cả hai đã hòa làm một. Trong Lung bà bây giờ cũng không khác gì một con quỷ. Bà hỏi, lão già, sao ông quay lại rồi? Lý lão đầu cầm thanh đao trên tay nói, Thường Bát gia ngài là xuất mã tiên do Lung bà cung phụ. Tôi là hàng xóm cũ của bà ấy. Chúng ta một người một yêu đều phải quan tâm đến tình cảm. Bà nói tiếp, mình chỉ là một con rắn thôi, đừng xem nó cao quý như vậy. Nếu như thứ đến đây quá hung dữ thì rắn ta sẽ bỏ chạy trước đấy. Lung bà nói chuyện với con rắn, không sao, bà già này đều hiểu, lần này phải làm phiền Bát gia rồi. Lung bà cầm một lá bùa trên tay rồi ném lên trời, tàn hương có vết tích, chúng đến rồi. Trước cổng nhà, hai người nhìn thấy có hai linh hồn xuất hiện, đó là quỷ bì. Lung bà rút cái thắt lưng của mình ra quật một phát về phía hai con quỷ bì làm chúng tan biến. Chẳng qua chỉ là áo nệm của người chết ăn hồn sống mà cũng dám đến chia lợi ích của ta sao? Lung bà trợn tròn mắt sợ hãi, đằng sau bà ta đã có một con quỷ với cái đầu bị xoay ngược xuất hiện. Tưởng như lần này Lung bà toang rồi thì Lý lão đầu đã nhanh chóng chém đôi con quỷ đó ra chỉ với một chém. Đao của ông đây đã chém cả trăm con quỷ như vậy rồi. Lập tức Lý lão đầu và Lung bà tựa lưng vào nhau, họ đã bị lũ quỷ bao vây xung quanh. Con rắn tách hồn khỏi Lung bà hiện nguyên hình mà hỏi, bà lão. Đứa trẻ mà bà già cứu rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Hiện tượng thiên văn hung dữ như vậy Bát gia không ở cùng được rồi. Đang định rời đi thì phía sau lưng Bát gia có một con quỷ khổng lồ xuất hiện. Bát gia trợn tròn mắt sợ hãi từ từ quay đầu lại nhìn. Đó là một con quỷ với hình thể to lớn và không có đầu. Cái đầu được con quỷ cầm trên tay. Hóa ra con quỷ này cùng phe với Lung bà. Nó tên là Thanh Phong. Vốn dĩ là cô hồn dạ quỷ nhận được cung phụng của bà nhiều năm. Thân là một trong tứ lương bát trụ. Tất nhiên nó phải ra ngoài giúp đỡ rồi. Huống hồ nó còn cảm nhận được cô ta đến rồi, nhìn về phía cổng, đang có bốn con quỷ cõng một cái kiệu đỏ đi đến. Tất cả những con quỷ khác đều quỳ xuống cúi đầu, rèm kiệu được mở ra, đó là Ma Y lão lão. Lung bà không hiểu sao Ma Y lão lão. Bà là quỷ tiên sắp tu thành chính quả rồi, sao phải tốn hao âm đức cướp đứa trẻ cực âm này. Ma Y lão lão cười nói, đừng sợ, lão lão chỉ là đến xem thử. Nhưng mà nếu như các ngươi không chặn được những tên nhãi danh này thì lão lão ta cũng không ngại chia sẻ lợi ích đâu. Nói rồi một luồng khí tức tỏa ra xung quanh khiến ai cũng đều phải sợ. Lý lão đầu hỏi, vị này lại có thân phận như thế nào? Lung bà đáp, bà ta còn phiền phức hơn cả những tiểu quỷ này cộng lại. Lúc này thì cậu con trai của Lung bà trên nóc nhà mà hét lên. Mẹ, cứu mạng, thứ dơ bẩn đi vào rồi. Khi hai người quay lại nhìn thì đã thấy một con quỷ tiến sát lại ngôi nhà. Quỷ không đầu xông lên nói, để ta đi chặn nó lại. Nó từ từ mở cánh cửa ra. Bên trong là vợ của Tiểu Oa đang cầm dao run rẩy định chống trả lại. Quỷ không đầu đã đến, nó dùng tay của mình xé nát một con quỷ. Ở bên ngoài, vẫn còn một con quỷ nữa, nó đã thò cái lưỡi của mình đến chỗ đứa trẻ tóm lấy cái lưỡi đầy vui vẻ. Con tiểu quỷ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đứa trẻ cắn đứt cái lưỡi trước sự bỡ ngỡ của vợ Tiểu Oa và quỷ không đầu. Con tiểu quỷ kia hét lên đau đớn rồi bỏ trốn đi. Ở phía Lung bà và Lý lão đầu, lũ tiểu quỷ càng lúc đến càng nhiều. Sợ rằng họ không còn chịu được bao lâu nữa, đợi khi vòng tàn hương cuối cùng bị âm khí xâm nhiễm mất hiệu quả. Những ác quỷ này sẽ triệt để không chặn được nữa, Lý lão đầu hùng hổ nói, sợ cái quần gì, hai lão già chúng ta có thể giữ đến khi bọn họ rời khỏi đây. Lung bà hét lên, Tiểu Oa, đưa theo vợ và con mau chạy đi, mẹ sẽ thay bọn con chặn những thứ này lại. Lúc này đột nhiên quỷ không đầu bước tới. Lý lão đầu không hiểu sao nó lại bế đứa trẻ ra ngoài, Lung bà dường như hiểu được là nó đã bị đứa trẻ cực âm này khống chế rồi. Đứa bé ngồi trên tay quỷ không đầu vui vẻ cười đùa,
Nhìn đám quỷ xung quanh lao đến, nó nhảy ra khỏi tay quỷ không đầu chui vào lại bụng mẹ mình. Là nó đang sợ hãi đến nỗi phải chui lại vào bụng mẹ mình à? Không phải, nó điều khiển thân xác của mẹ mình từ trong bụng, điên cuồng lao lên tấn công bọn quỷ xung quanh. Cao cắn túi bụi, Lung bà nhìn thấy mà lo lắng, đứa trẻ này vừa mới sinh ra lại hung dữ như vậy, sau này còn tà ác đến cỡ nào. Bát Gia đứng một góc quan sát tình hình thở dài nói, chính là chuyện trong chốc lát, đợi hắn đem tà khí từ từ trong thai tản ra, thì sẽ biến thành một đứa trẻ bình thường. Vừa nói xong thì toàn bộ tà khí từ người thai phụ tỏa ra, sau đó thai phụ lại nằm xuống đất như một cái xác. Mắt đứa trẻ cũng dần trở lại bình thường, nó lại ngồi cười toe toét trong bụng mẹ của mình. Đám tiểu quỷ thấy vậy lập tức xông tới. Lý lão đầu định xông lên không cho đám tiểu quỷ đụng đến đứa trẻ, nhưng Lung bà ngăn ông lại, người bình thường như ông đi đến chính là tự tìm cái chết. Bà lão lấy ra một khúc xương cầm trong tay, bà sẽ dùng oán hồn cốt nghìn năm, đạp đất hóa thành lệ quỷ chặn bọn chúng lại, mấy người hãy nhanh chóng đưa đứa trẻ đó chạy đi. Quỷ không đầu ngăn bà lại, nếu bà làm thế thì bà sẽ mãi không được siêu sinh, nhưng chuyện đã đến mức này thì bà chỉ còn có thể làm như vậy thôi. Đột nhiên xung quanh như xảy ra động đất chấn động dữ dội. Lý lão đầu nhìn lên núi, chẳng lẽ là tuyết lở sao? Từ trên núi mặt đất nứt ra, những con quỷ băng xuất hiện chui từ dưới kẽ nứt lên. Bát Gia lạnh sợ run người, Lung bà sợ hãi đây không phải là tuyết sạt lở mà là quỷ từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Nhìn con quỷ đầy xích quanh người Lý lão đầu thủ thế không biết đó là thứ gì, quỷ tiên thấy thứ này cũng rời đi luôn. Bảo Lung bà tự cầu phúc cho mình đi, đến quỷ tiên còn phải bỏ chạy cái thứ trước mặt kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Lung bà lập tức túm Lý lão đầu quỳ xuống đất nói. Thảo dân bái kiến dũng võ đại tướng quân. Thấy Lung bà làm vậy, Lý lão đầu thắc mắc đây chẳng lẽ nào là thần tiên gì sao? Thần tiên thì chưa nói đến, nhưng quả thật là đi chính đạo. Nghe đồn tên thật của hắn ta là Ham Hổ, là con trai của một thợ săn có thần lực bẩm sinh vô cùng anh dũng và uy võ, nhưng hắn ngu ngốc bẩm sinh. Cha mẹ sớm đã qua đời, sau đó sống một cuộc sống ăn tươi nuốt sống, may mà có lão tiểu phu ở trong núi thu nhận, đối xử rất tốt với hắn. Con gái duy nhất của lão tiểu phu, Thúy Lan là người đẹp nổi tiếng nhất ở xung quanh đây. Sau thời gian dài chung sống đã nảy sinh ra tình cảm với ca ca này, rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai người họ kết duyên thành vợ chồng, nhưng mà tin tức Thúy Lan và Ham Hổ thành thân đã gây ra sự đố kỵ của nhiều người. Đặc biệt là một tên ác quan tên là Hồ Nhị Mao, hắn ta có một ca ca làm bổ khoái nên từ trước đến nay đều rất ngang ngược. Hắn ta nghe đồn Thúy Lan đã cưới chồng nên đi thẳng đến nhà của lão tiểu phu muốn cướp đoạt phụ nữ nhà lành. Hồ Nhị Mao và những người khác không địch lại được sự mạnh mẽ của Ham Hổ liền nghĩ ra kế độc ác. Điệu Hổ Ly Sơn dụ Ham Hổ đi, cả nhà của lão tiểu phu mất đi sự bảo vệ của Ham Hổ đã rơi vào trong tay của Hồ Nhị Mao. Đến khi Ham Hổ quay về nhà thì nhìn thấy tình trạng thê thảm của người thân, liền lập tức lập lời thề báo thù. Sau đó đem cả nhà của Hồ Nhị Mao tàn sát không còn một ai được giữ toàn thây. Sau khi báo thù xong, Ham Hổ quỳ trước mộ của người thân 9 ngày, cho đến khi trở thành một cái xác bị chôn vùi trong tuyết. Bởi vì sự trọng tình trọng nghĩa của hắn mà hoàng đế phong cho hắn là dũng võ đại tướng quân. Sau đó hắn đã hóa thành sơn thần để bảo vệ một phương, không biết lần này sao lại đến cướp đoạt đứa trẻ cực âm này. Nghe chuyện xong, Lý lão đầu thấy hắn ta quả là hảo hán, có thù báo thù, có oán báo oán. Ham Hổ từ từ tiến gần đến đứa trẻ. Đứa trẻ không hiểu gì cũng bò đến gần, đưa hai tay ra như muốn được Ham Hổ bế. Bát Gia đứng từ xa nhìn liền hóa lại thành hình một con rắn. Nếu như Ham Hổ đã muốn ra tay mà còn không đi thì chắc chắn chết không toàn thây. Ham Hổ giật đứt một sợi xích trên người mình làm mấy con quỷ đằng sau đau đớn la hét. Sau đó ông nặn cái mắt xích trong tay tạo thành một cái khuyên tai rồi đeo lên cho đứa trẻ. Xong việc, Ham Hổ đi đến bên chỗ xác của thai phụ thế méo nào lại vô tình dẫm lên Bát Gia. Ham Hổ bế xác của thai phụ lên rồi đi mất. Đứa trẻ cực âm nhìn Ham Hổ và mẹ của mình khóc oe oe, giang tay ra như muốn được bế đi cùng. Lung bà vội đến bế đứa trẻ lên an ủi nó. Không sao đâu, đừng khóc nữa. Mấy con quỷ xung quanh cũng bị Ham Hổ buộc xích mà kéo vào trong rừng. Sau đó ông từ từ lặn xuống dưới lòng đất biến mất kéo theo âm khí của lũ tiểu quỷ. Mặt trời cũng dần ló dạng, Lý lão đầu cắm kiếm xuống đất thở phào. Vậy là đã trải qua một đêm vô cùng mệt nhọc rồi. Bát Gia ngồi một góc trong tường tránh ánh nắng mặt trời. Thật sự là gặp may rồi, không ngờ tướng quân Ham Hổ lại ra tay giúp đỡ. Quỷ không đầu sau nhiệm vụ cũng tan biến. Lý lão đầu nhìn đứa bé, tiểu tử ngươi đúng là may mắn, qua được kiếp nạn đêm qua, sau này nhất định là một người phúc lớn mạng lớn. Lung bà nói rằng, kiếp nạn này vẫn chưa qua, trước khi củng cố lại hồn phách của đứa trẻ này, những quỷ vật kia sẽ đến mỗi đêm. Lý lão đầu biết chuyện chưa kết thúc thì hoảng lên, cái gì, vẫn còn đến sao? Ông vội hỏi, khi nào thì sẽ bắt đầu củng cố hồn phách? Bát Gia nói rằng, giờ vẫn còn sớm lắm, khai khẩu bế thiên môn muốn củng cố hồn phách sớm nhất cũng phải đợi đến khi thằng nhóc biết nói chuyện mới được. Nói xong hắn quay đầu rời đi về phía cổng.
Lý lão đầu thấy thế nói, thế thì phải đợi thêm 1-2 năm nữa, sao có thể chịu đựng được chứ? Lung bà đáp, bây giờ chỉ còn một cách. Hai người họ đi đến trước một cái cây tùng cỡ lớn ở trên đỉnh núi. Lung bà mang ít đồ ăn và thắp hương, sau đó quỳ xuống trước cái cây. Tùng lão, tiểu nha đầu đến thăm ngài rồi đây. Tùng lão, ngài đã từng cứu mạng của tiểu nha đầu, nay nha đầu xin phép to gan cầu cứu ngài một lần nữa. Sau lời cầu xin của lung bà, cây tùng rung lắc dữ dội rồi rơi xuống ít lá xếp thành một chữ X. Tức là cái cây này không muốn giúp. Lung bà vái lại nói tiếp, ta biết chuyện này là đại hung nhưng chỉ có thể đến. Cầu xin ngài mà thôi, nói rồi bà dập đầu mạnh xuống đất đến mức đầu chảy máu. Bà không phải chỉ vì đứa trẻ này mà còn là vì phụ lão hương thân ở trong thôn. Nếu như bách quỷ còn đến thì bà sẽ không chặn lại được, cả thôn đều sẽ bị chôn cùng đứa trẻ này. Lão đầu đứng nhìn hét lên. Ta không tin thần tin quỷ, không quỳ trước thiên địa, nhưng nếu như ngài đã bằng lòng ra tay thì lão Lý ta cũng sẽ dập đầu với ngài. Nói rồi ông cũng dập đầu đến mức chảy máu như lung bà, thấy hai con người đang quỳ trước mặt, cái cây tùng hết cách đành phải thả xuống một cành cây nhỏ rơi xuống đầu Lý lão. Ông hỏi đây là cái gì? Lung bà thấy thì phấn khởi nói, đây chính là nhựa bạch tùng mà chúng ta cần, còn có cây tùng vạn năm do tùng lão tặng cho chúng ta. Lý lão vội hỏi lại, cây tùng vạn năm, chính là thứ nhỏ bé này thôi sao? Lung bà đáp, sự lợi hại của cây tùng vạn năm này, lát nữa ông sẽ biết liền thôi, rồi hai người cùng trở về nhà. Lúc này lung bà đang đào bới gì đó thì Lý lão đầu hét lên, lung bà đây là đang làm gì vậy, không phải là nói muốn cứu đứa bé kia sao? Đã lúc nào rồi mà bà còn đi trồng cây gì nữa? Nhánh cây con vừa được trồng xuống đất thì lập tức vươn lên biến thành một cái cây đại thụ làm ông già ngơ hết cả người ra. Lung bà nhìn thì vô cùng đắc ý, có cây tùng vạn năm của tùng lão ở đây những tiểu quỷ kia sẽ không dám đi vào đây nữa. Bây giờ có thể bắt đầu thay ra rồi. Tối đến, lung bà chuẩn bị một cái bàn đầy nến rồi bế đứa bé kia ra. Cái gọi là thay ra là dùng da của linh vật ít nhất là trên 1000 năm sẽ phong lên tất cả linh khiếu của đứa trẻ này. Chỉ để cắt đứt con đường tu hành của hắn. Nói rồi bà cầm nhựa cây tùng tưới lên người đứa trẻ. Mặc dù ta đã tu hành cả đời nhưng da của linh vật 1000 năm thật sự là không có, chỉ có thể dùng da của linh vật khác tạm thời thay thế, hy vọng đứa trẻ này. Quỷ không đầu và bát gia cũng đứng xem, bát gia nghe lời lung bà nói thắc mắc, 1000 năm đạo hành đã thành, thứ gì cũng được sao. Lung bà quay sang hỏi, lẽ nào bát gia ngài có sao, nhìn bộ dạng không tin của hai người, bát gia tức giận hét lên, biểu cảm đó của các người là sao vậy? Mặc dù ta hơi kém cỏi một chút, nhưng tổ tiên của ta vô cùng giàu có đó, rắn 500 năm hóa thành trần, trần 500 năm hóa dao, dao 500 năm hóa rồng có sừng. Trên rồng có sừng còn có giác long ứng long, tổ tiên của nhà chúng ta lại thích thay da, lấy miếng da lột không phải rất đơn giản hay sao? Hai người nghe vậy lập tức đa tạ bát gia cứu giúp, bát gia gãi mặt ngượng ngạo nói, cái này là tương đương với da của rồng. Bảo bối này ta cho các người thì chuyện lần trước ta lâm trận bỏ chạy có thể bỏ qua không, quỷ không đầu thì hét lên, bớt phí lời. Lung bà thì cười nói, bát gia đâu có phải là lâm trận bỏ chạy đâu, ngài đây là đang muốn mượn sức mạnh của ma y lão ra ngoài xin cứu binh. Thay ra cho đứa bé xong lung bà nói, các vị hãy giữ nơi này, không được buông lỏng, quỷ không đầu và bát gia vô cùng khí thế đáp, rõ. Đứa bé kia sau khi được tắm xong nhựa cây thì vẫn đang cười toe toét nhắm cả mắt, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng màu vàng của nhựa cây. Hy vọng đứa trẻ này sau khi thay ra thì có thể trở thành người bình thường, tránh bị quỷ vật để ý tới. Ta đã dùng nhựa bạch tùng vạn năm để bôi đầy toàn thân của nó. Lung bà hỏi bát gia, da của tổ tiên đang ở đâu? Hắn vận một lúc thì cổ của hắn phồng to ra, rồi từ miệng mình nhả ra một đống da rồng. Lung bà lập tức tiến hành dùng da rồng cuốn quanh người đứa bé. Tiểu tử, không thể chèn ép da rồng này, ngươi chỉ có thể đi theo nó mà thôi. Đứa trẻ dãy dụa rồi bay lên không trung, hình bóng một con rồng cũng xuất hiện xung quanh đứa trẻ. Nhìn cảnh tượng này Lý lão đầu lo lắng, hình như có gì đó sai sai. Có thể giúp đứa trẻ này được không? Lung bà nhìn thấy cũng toát mồ hôi, rồi bà chợt nhớ ra một điều gì đó liền kêu lão Lý, nhanh đem thứ mà mẹ đứa bé này để lại cho nó lấy ra đây. Ông Lý móc trong túi áo ra rồi đưa cho bà Lung, lập tức hai vật mà mẹ đứa bé để lại bay đến vào tay đứa bé. Dần dần nó cũng hấp thụ được da rồng trở lại bình thường rồi từ từ ngồi xuống bàn, trên tay nó cầm hai vật mà mẹ nó để lại cười toe toét rất vui. Lung bà đi đến bế đứa bé lên trên tay buồn bã nói, đứa trẻ này đúng là nhiều tai họa. Chi bằng hãy gọi nó là cửu nạn đi. Lão Lý nhìn thấy phía sau miếng ngọc bội còn có một chữ hoa, đứa trẻ này có lẽ là họ Hoa, vậy thì tên của đứa trẻ này sẽ là Hoa Cửu Nạn. Thời gian thấm thoát trôi qua, 5 năm sau đứa trẻ cũng đã lớn, đang đi trên núi cùng Lý lão đầu thì đột nhiên nó té ngã xuống đất, ông lo lắng liền hỏi, tiểu cửu, không sao chứ? Nó ngẩng mặt dậy cười toe toét nói, ông nội, con có thảo dược này,
Ông đỡ nó dậy rồi xoa đầu nó. Tiểu cửu của chúng ta đúng là ngoan thật, nhỏ như vậy đã biết hái thuốc rồi. Ông hỏi nó muốn hái thuốc làm gì vậy? Nó đáp, con muốn trị bệnh cho chú ba. Chú ba khỏi bệnh rồi thì có thể đưa con đi bắt ếch và bà nội cũng sẽ không khóc nữa. Lý lão đầu nghe thấy thì tối sầm mặt lại, chú ba của con e rằng sẽ không qua khỏi đâu. Lúc này ở nhà của Lung bà, thầy thuốc xem tình hình cũng lắc đầu bó tay, tam tử sợ là chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi, ông thở dài nói. Thuốc có thể thử tôi đều đem thử hết rồi, Lung bà cũng dùng thủ đoạn xuất mã tiên đi, chuyện còn lại không thể tranh giành với số mệnh. Vợ của Tam Oa vừa khóc vừa nói, không thể nào. Lung bà an ủi cô gái, ôn dịch đã sắp qua một tháng rồi, trong thôn cũng không còn bao nhiêu người. Tôi thấy cái mạng già của tôi cũng sắp ném vào trong đó rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều đoàn viên ở dưới suối vàng. Tam Hoa lúc này đã vô cùng tiều tụy, nhìn y như con ma đói. Anh ta nói, mẹ, đừng nói những lời ủ rũ như vậy, con đi rồi, con có tiểu cửu hiếu thuận với mẹ mà. Còn vợ của con nữa, đợi khi vợ con sinh xong, mẹ hãy để vợ con cưới người khác nha, cô ấy vẫn còn trẻ, cô vợ hét lên. Em không muốn. Lung bà giàn giụa hai dòng nước mắt mà nói, yên tâm, mẹ nhất định sẽ xem nó như con gái ruột mà gả đi. Ba người cứ thế nhìn nhau mà khóc, đúng lúc này thì tiểu cửu cũng đã trở về nhà còn hớn hở cầm theo một đống thảo dược. Lung bà tới nói, tiểu cửu ngoan, mau ra ngoài, cẩn thận truyền nhiễm cho cháu. Nhưng nó đã gạt tay bà ra nói rằng, cháu không sợ, cháu có thuốc. Rồi nó cầm thuốc chạy lại chỗ Tam Oa mà nói, chú ba ơi, uống thuốc đi. Ông thầy thuốc túm cổ áo nó lại mà nói, nhóc con nhỏ tuổi mà khẩu khí không nhỏ đấy. Cháu có biết ôn dịch lần này đã phân bố gần mấy cái thôn ở gần đây không? Mấy cái cây cỏ dại này sao làm thành thuốc được? Ông thầy thuốc nhìn mấy cái cây trên tay của tiểu cửu thì giật mình. Đây là... Tiểu cửu liền nói, sai hổ, hoàng cầm, thảo quả, cam thảo, bán hạ, thường sơn, canh sai hổ là những thứ tốt nhất cho việc đuổi dịch trừ tà. Ông bác sĩ vui mừng bế tiểu cửu lên vui mừng mà hỏi, đúng, là canh sai hổ. Sao lại không nghĩ ra, ai dạy cho cháu vậy, mau để chú gặp vị đại sư này. Lý lão đầu đột nhiên đẩy cửa đi và nói, là tôi đã nghĩ ra đấy, ông thầm nghĩ, tuyệt đối không được để người khác phát hiện khác thường của tiểu cửu được. Ông thầy thuốc vui đặt tiểu cửu xuống rồi chạy đến bên Lý lão đầu bắt tay vui mừng, không ngờ ngài lại che giấu tài năng như vậy, hỏi han ông già liên tục. Lung bà vui mừng xoa đầu tiểu cửu, đứa trẻ tốt, cháu đã cứu cả thôn chúng ta rồi đấy, bà phải nhanh chóng đi báo tin này với mọi người mới được. Tiểu cửu nói vọng theo, nhớ giúp cháu chào hỏi chị gái trong giếng một tiếng. Lung bà giật mình quay lại hỏi, chị gái trong giếng gì? Bà đến hỏi kỹ tiểu cửu, ở trong cái giếng nào mà cháu nhìn thấy chị gái vậy, nhanh nói cho bà nội nghe. Tiểu cửu gãi gãi tai nói, chính là ở trong giếng của nhà Điền lão tứ, chị ấy còn bay ra ngoài đè lên cổ của chú ba rồi liếm. Vợ của tiểu oa cũng không tin, cho rằng tiểu cửu nhìn nhầm rồi, không phải mẹ đã thay ra cho thằng bé rồi sao? Bà nói rằng, đúng là đã thay nhưng mắt của nó vẫn lộ ra ngoài mà, vừa hay, nhân lúc ra ngoài lấy thuốc đi xem thử chị gái này. Bà Lung đi đến gõ cửa, lão tứ ông có ở nhà không? Ông ta với hai đôi mắt thâm quầng mở cửa hỏi, lão thầm thầm, sao bà lại đến đây rồi? Bà đáp, tôi đến đưa thuốc cho mọi người. Vừa mở cửa ra thì ông thầy thuốc đã chỏ mỏ vào nói, canh sài hổ của Lý lão gia tử có thể trị khỏi ôn dịch lần này, vừa nãy uống một bát đã hạ sốt rồi. Lão tứ vui mừng kéo Lý lão đầu vào trong nhà. Ông giờ thật sự là đại ân nhân của cả thôn chúng tôi, lần này nhà của chúng tôi ngược lại có mấy người ngã bệnh. Ông mau đi xem thử, Lung bà cũng từ từ vào trong nhà xem tình hình, kỳ lạ thật, nơi đây không có âm khí, cái gì cũng không có, bà đến bên cái giếng nhìn vào trong. Đến ngay cả một chút vấn đề ở đây cũng không có, lẽ nào tiểu cửu nhìn nhầm rồi, chuyện này vẫn chưa làm rõ, trước tiên cũng không nên dọa cho bọn họ sợ hãi. Xem bệnh xong lão Lý định rời đi nhưng lão tứ cứ giữ ông lại đòi giết gà đãi khách, lão Lý từ chối nói. Thật sự là tôi không có làm gì hết, Lung bà đi tới hỏi lão tứ. Người trong nhà đều bệnh hết rồi, khoảng thời gian này vất vả cho ông rồi, gần đây có thấy không thoải mái ở đâu không? Ông ta gãi đầu rồi bảo mình không có, chỉ có chút buồn ngủ mà thôi. Lung bà cũng không biết Điền gia này rốt cuộc có vấn đề gì hay không. Liền đưa cho lão tứ một thanh đao bảo ông hãy treo lên có thể đuổi ôn dịch trừ tà. Lão tứ nhận lấy cảm ơn và bảo sẽ lập tức treo nó lên ngay. Lão tứ chào tạm biệt mọi người rồi liền treo thanh đao lên trước cửa. Treo xong vừa bước vào nhà thì thanh đao đã bị ăn mòn mà lão tứ không hề hay biết. Hôm sau, tại nhà lão tứ, lão thầm thầm, sao bà lại đến đây nữa rồi? Lúc này bà còn dẫn theo cả tiểu cửu, lão tứ bất ngờ hỏi, bà nhiều lần qua đây vậy, không lẽ trong nhà tôi có thứ gì dơ bẩn hay sao? Lung bà nói, ở chỗ của ông rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Ông vui vẻ đáp lại, thật sao,
thế thì tốt quá rồi. Ông quay lưng vào trong nhà mà hét lên, nghe thấy chưa, trong nhà cái gì cũng không có, đừng sợ nữa. Lung bà và Tiểu Cửu tiến tới chỗ cái giếng. Tiểu Cửu, cháu thật sự đã nhìn thấy chị gái đó sao? Tiểu Cửu đáp, thật ạ, chính là chuyện của ngày hôm qua. Tiểu Cửu thò đầu xuống giếng gọi, chị ơi, có phải chị có ở nhà đúng không? Nhưng không có ai trả lời lại. Lung bà đáp, không ở nhà thì thôi, với lại ta bỏ xuống giếng những đồng tiền cũ đầy dương khí này, có lẽ cô ta cũng không giở được thủ đoạn gì được. Đang dẫn Tiểu Cửu về thì có người mở cửa ra báo tin cho bà rằng con dâu của bà sắp sinh rồi. Hai người nghe tin vui mừng lập tức về nhà. Tam Oa lúc này đã khỏe lại cũng đang lo lắng đứng bên ngoài đợi tin vợ đẻ. Nhìn bộ dạng đi đi lại lại của Tam Oa mà Lý lão đầu cũng sốt ruột theo, bảo anh đừng vội nữa. Đứa bé lát nữa sẽ được sinh ra, nhưng anh vẫn lo lắng mà nói, đây đã là một buổi chiều rồi, mẹ của tôi và bà đỡ đẻ của Trương gia đều bận rộn ở trong đó, sao vẫn chưa? Chưa nói hết câu thì bà đỡ đẻ đẩy cửa ra hét lên, nhanh đi tìm xe lên bệnh viện, đứa trẻ khó sinh rồi. Tam Hoa vội vàng nói, tôi sẽ đi mượn xe bò, bảo vợ của tôi cố gắng lên chút nữa. Lý lão đầu cũng vội nói, tôi sẽ đi lấy tiền, bệnh viện trên trấn tốn rất nhiều tiền. Bà đỡ đẻ vội nói, trên trấn không được, phải đi bệnh viện huyện thành. Tam Oa lo lắng, huyện thành phải hơn 300 dặm, cho dù là taxi cũng phải đi cả buổi chiều, vợ của tôi không xong rồi, anh gào lên khóc lóc xin ông trời hãy tha cho vợ của anh đi có được không? Lý lão thấy thế liền hỏi, bà đỡ đẻ Trương gia, bà là bà đỡ lợi hại ở gần đây nhất, không lẽ không còn cách nào nữa sao? Bà cũng ngậm ngùi đáp, nếu như có cách tôi cũng không nói chuyện này rồi, vợ của Tam Oa giờ đã là người của quỷ môn quan rồi. Nhưng lúc này Tiểu Cửu vẫn bình tĩnh nói, ông nội, chú ba, đừng vội, cháu có cách. Bà đỡ đẻ vội bảo, Tiểu Cửu, cháu đừng làm loạn nữa, đây là việc liên quan đến mạng người đấy. Nhưng dường như lão Lý biết được Tiểu Cửu có cách nên bảo nó đi theo mình. Lúc này tại một nhà kho, ông và Tam Oa đồng thanh hỏi nó, Tiểu Cửu, cháu có cách gì, mau nói đi, đúng, Tiểu Cửu cháu lợi hại, cháu nói xem nào. Tiểu Cửu đáp, một lượng đương quy, 5 tiền xuyên khung, 8 tiền quy bản. Máu còn lại trong một đống cho tàn thêm 4 lượng sinh hoàng kỳ, sắc thuốc với nước, cái này được gọi là khai cốt tán. Trước khi uống thuốc, hãy đem cho thím ba của con một miếng sâm vương mà mẹ của con và chú ham hổ cho con, nhất định sẽ có tác dụng. Hai người nghe lời Tiểu Cửu nói thì vô cùng vui mừng, Tam Oa chạy tới ôm lấy nó, đúng, còn có sâm vương. Nghe nói sâm vương đó người chết ăn rồi cũng thể cứu sống lại, Tiểu Cửu, loại bảo bối này cháu cũng nỡ lấy ra, đại ân đại đức của cháu chú Tam ghi nhớ mãi trong lòng. Tiểu Cửu ngượng ngạo đáp, dạ, không có gì đâu ạ. Một lúc sau bà đỡ đẻ đã sắc thuốc mang tới cho vợ Tam Oa uống nói rằng, đây là thuốc gia truyền của nhà lão Lý, nào, cố gắng uống chút đi, cô uống rồi nhất định sẽ ổn. Cô gái nghe xong rồi nhìn Lung bà là hiểu ngay thuốc này là do Tiểu Cửu chuẩn bị, uống vào nhất định sẽ ổn. Quả nhiên uống xong thần thái của cô đỡ hơn hẳn, cô nói, nhất định sẽ xin đứa bé này ra. Sau một lúc đứa trẻ đã ra đời, là một cô bé mập mạp, cả nhà Tam Oa vui mừng quay quanh đứa trẻ mới sinh. Lung bà cảm ơn bà đỡ rồi bảo, hôm khác tôi sẽ bảo Tam Oa đem mấy con thỏ đi đến nhà bà để cảm ơn. Bà đỡ đáp, sao như vậy được chứ, đây đều là công lao thuốc của lão Lý. Lung bà vội đáp, đúng vậy, tôi sẽ cảm ơn ông ấy. Lung bà vừa tiễn bà đỡ về vừa nói, thứ này giao lại cho bà rồi. Bà đỡ đáp, yên tâm, thế thì tôi đi trước đây. Vâng, đi thong thả, đi đường nhớ chú ý an toàn. Trên đường bà đỡ đi về, những tử hà sa này phải chôn cho kỹ, không thể để cho những người gian xảo đào đi bán. Bà đỡ đang đi thì đột nhiên bị một mùi hương thu hút, nó phát ra từ trong nhà của lão tứ, không hiểu thế nào mà bà ấy lại mở cửa đi vào trong. Bà ấy đi tới gần cái giếng, thả quả tim trong giỏ xuống giếng rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau một bàn tay sắc nhọn từ dưới giếng thò lên, đó chính là chị gái mà Tiểu Cửu nhắc tới, nhưng mà đẹp chỗ nào mà thằng nhóc Tiểu Cửu nói đẹp hả? Chuyển cảnh tới nhà Lung bà. Lúc này Tam Oa vui mừng bế Tiểu Cửu lên nói, lần này cháu thật sự giúp đỡ rất lớn, thật sự không uổng công chú yêu thương cháu. Tiểu Cửu chợt nhìn thấy chị gái trong giếng, chị, sao chị lại không vào đây chơi? Tam Oa sợ toát mồ hôi liền hỏi, Tiểu Cửu, cháu đang nói chuyện với ai vậy? Tiểu Cửu đáp, chính là chị gái ở Điền Gia trước đây cháu có nói đến, bây giờ chị ấy đang ở ngoài cửa. Lung bà từ trong nhà chạy ra với bộ dạng hốt hoảng mà hét lên, ta vật to gan, nhưng chị gái kia đã chạy mất. Nhìn cảnh trước mặt bà hơi bỡ ngỡ, cô gái này lại dám nhiều lần gây chuyện, xem ra phải giáo huấn ngươi một chút rồi. Hôm sau, Lung bà tới trước một cái miếu thắp hương, xin tiên gia của quy địa đường Hiển Linh giúp đệ tử điều tra số mệnh của thứ dơ bẩn này, mấy nến hương bị đốt cháy nhanh chóng. Lung bà cúi đầu cám tạ tiên gia vì đã đồng ý với thỉnh cầu của bà,
Rồi bên cạnh bát hương từ từ xuất hiện mấy dòng chữ, tam hợp thổ. Quan tài sát hắc thủy xuất mệnh tam bạch, Lung bà hốt hoảng hét lên, mấy năm nay sao lại có quan tài sát xuất hiện, dòng chữ tiếp tục xuất hiện. Mỗi người tự quét tuyết trước cửa đừng quản chuyện của người khác, đến ngay cả tiên gia cũng khuyên ta đừng lo chuyện bao đồng, chuyện này khác thường như vậy sao? Bà Lung cắn ngón tay thầm nghĩ, lẽ nào lại nhìn thứ dơ bẩn này hại người sao, đó là mệnh tam bạch đấy. Lung bà đi ra ngoài nói với Lý Lão Đầu và Tiểu Cửu rằng, thứ ở trong giếng đó không dễ đối phó, xem ra phải dốc hết sức rồi. Lý Lão vẫn tự tin bảo, đừng sợ, cùng lắm thì tôi tìm vài người có sức mạnh, đóng cái giếng lại. Lung bà đáp, đúng, tôi sẽ bố trí thêm một chút, nhất định phải trấn áp lại. Khi mọi người chuẩn bị hành động thì Tam Oa xuất hiện nói rằng, mẹ, chú Lý, trong thành có rất nhiều người đến đang giúp nhà lão tứ đào giếng, mọi người nghe thấy đều hốt hoảng hét lên, cái gì? Lúc này họ lập tức chạy tới nhà của lão tứ, tình hình ở đây cũng đang có rất nhiều người tụ tập. Lão Lý liền hỏi, làm gì vậy mà ở đây trông có vẻ náo nhiệt vậy? Lão tứ thấy Lung bà và Lý Lão Đầu đến cũng ra chào hỏi, ông vui vẻ nói, đây là chí cương của nhà tôi làm việc ở trên trấn. Tiểu tử này nhớ thôn của chúng ta ăn uống khó khăn nên đặc biệt mượn máy móc ở trên trấn cho chúng tôi đào giếng. Lung bà lo lắng, máy móc đều đã đến, không lẽ là đào đến quan tài sát kia rồi đấy chứ? Cháu của lão tứ đi đến nói, đều là công lao của chính phủ, họ vừa nghe thấy chúng ta ăn uống khó khăn. Lập tức đem đội thi công đến, may mà có máy móc này, đất của nhà chúng tôi khó đào lắm, máy móc cũng mới chỉ đào được hơn 1 mét. Lung bà nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi, vẫn chưa đào đến quan tài sắt. Bà Lung vừa mở miệng nói, giếng này, thì Lý Lão Đầu kéo bà đi, bà bỡ ngỡ hỏi, ông kéo tôi đi đâu vậy? Ông đáp, người phía trên đều đến rồi. Bà còn đi ngăn cản chính là phá hoại sản xuất xây dựng, tội danh này không gánh nổi đâu, chả lẽ cứ để bọn họ phạm vào điều cấm kỵ sao? Lý Lão Đầu hỏi bà có chắc chắn thứ dơ bẩn đó ở đây không? Lung bà lấy từ túi quần của mình ra nói đây chính là thứ tôi vừa mới nhặt được, nó là Tam Hà Thổ, quan tài sát nhất định đang ở dưới. Lý Lão Đầu ngơ ngác không biết Tam Hà Thổ là gì, Lung bà cho ông ngửi thử thì thấy cục đất này có mùi máu tanh, bà bảo có mùi máu tanh là đúng rồi. Tam Hà Thổ là dùng vôi đất sét cát và máu của chó đen trộn chung với nhau, dùng để ngăn chặn xác bật dậy hoặc là trấn áp đất có vật cực tà, một khi nó đông lại thì vô cùng cứng. Nước hay lửa cũng không xâm nhập được. Lý Lão Đầu nghe thế có chút hoang mang, quan tài đó bị Tam Hà Thổ trấn áp, rốt cuộc nó có tà tính lớn cỡ nào. Lung bà giải thích, sắt là vật chết, không thông âm dương, hồn phách ở bên trong đều không ra ngoài được, dùng quan tài sắt chôn, tương đương đem người vào trong nồi sắt hầm. Cộng thêm lớp Tam Hà Thổ ở bên ngoài, giống như đem người ném vào trong chảo dầu đang còn nóng, cho dù là người tốt, nhiều năm như vậy cũng sẽ biến thành lệ quỷ hung dữ nhất. Lý Lão Đầu hỏi, lợi hại như vậy sao? Yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để bọn họ phải đình công. Trở về nhà, Lý Lão Đầu gọi điện thoại cho một người nào đó, bên kia hỏi, xin chào, cho hỏi là ai vậy? Lý Lão đáp, đã lâu không gặp, là tôi. Tôi có chuyện muốn tìm anh giúp đỡ. Đầu dây bên kia vui vẻ đáp lại, Lão tướng quân, sao ngài lại chịu liên hệ với tôi vậy, bây giờ ngài đang ở đâu? Cùng lúc đó ở nhà của Điền Lão Tứ, một người đang ngủ đột nhiên ngồi dậy rồi từ từ đi ra ngoài khởi động máy đào. Máy đào tiếp tục đào thì từ dưới giếng mấy đồng xu lúc trước Lung bà thả xuống đều bay lên mặt đất rơi tung tóe. Lung bà ở nhà đang yên giấc cũng đột nhiên giật mình ngồi dậy nhận ra có chuyện chẳng lành, con trai của bà cũng chạy tới báo tin, mẹ, xảy ra chuyện rồi. Nhà của Điền Lão Tứ có người chết rồi, quả nhiên có chuyện không hay xảy ra ở nhà của Lão Tứ. Lúc này mọi người cũng đang tụ tập quanh cái xác. Máu tươi chảy ra từ miệng, mọi người bàn tán với nhau, sao ngày đông lạnh lẽo lại đi làm chuyện này, như vậy cũng quá vô liêm sỉ rồi, là bị mờ mắt rồi đúng không? Lý Lão Đầu, Lung bà và Tiểu Cửu cũng đi tới nói, đừng bàn tán nữa, đây là do thứ dơ bẩn làm ra. Cháu của Lão Tứ thấy họ đến lập tức chạy tới, Lý đại gia, Lung bà nhanh cứu tôi đi. Đây là Tiểu Triệu sư phụ người trong thành phái đến. Bây giờ lại chết không rõ ở đây như vậy thì sao mà về báo cáo được đây? Lung bà bảo, cậu đừng lo lắng. Chuyện này tôi nhất định sẽ ra tay. Nếu không, không chỉ là Tiểu Triệu sư phụ, mà cả thôn của chúng ta e rằng đều sẽ. Thím, chỉ cần thím nói một tiếng. Bảo chúng tôi làm gì chúng tôi cũng sẽ nghe theo. Nhưng Tiểu Cửu nhìn Lão Tứ thầm nghĩ, chú Điền Tứ sao nhìn giống như rất sợ hãi vậy. Lung bà trong lòng thầm xin lỗi các vị tiên nhân. Tiểu nha đầu lần này lại không nghe lời rồi. Bà nói, yên tâm. Dù có liều cái mạng già này tôi cũng sẽ bảo vệ an toàn cho thôn chúng ta. Bắt đầu từ tối nay, tất cả mọi người qua 8 giờ tối đêm không được ra khỏi nhà, đặc biệt là các chàng trai khỏe mạnh. Tất cả chó đen và gà trống đều giết lấy máu, máu rải trước nhà sau nhà của mình, nếu không đủ thì mượn của nhau.
Lung bà dặn bà đỡ, thím Trương ra, đi thông báo với tất cả các hộ gia đình lát nữa đến chỗ bà lấy tàn hương. Một lúc sau mọi người đều xếp hàng trước nhà bà để lấy tàn hương, nhưng lúc này thì tàn hương hết rồi, một số người lo lắng không biết phải làm sao vì nhà họ còn có con nít. Lung bà đi ra trấn an mọi người, đừng sợ, người nào chưa lấy được tàn hương thì đi theo tam oa nhà tôi đến đỉnh núi Đông tìm Tùng lão. Trong nhà có mấy người thì đem theo mấy cái vải dài đỏ, mỗi người bứt một lá thông. Sau khi bứt xong phải thành tâm thành ý dập đầu với Tùng lão, đem vải dài đỏ đó buộc lên cành cây, một bước cũng không được sai. Mọi người đều đồng thanh đáp, vâng, vâng, chúng tôi sẽ đi ngay. Lung bà lúc này chỉ có thể cầu mong Tùng lão sẽ phù hộ cho họ. Mọi người vừa đi vừa cảm ơn Lung bà và Lý lão đầu vì có họ giúp đỡ, nhưng lúc này phía trước họ có hai người đạp xe đến nói. Chúng tôi xuống đây điều tra án mạng vừa xảy ra ở trong thôn, tôi là sở trưởng do trên trấn phái đến, Chu Lợi Dân. Tam Oa tiến đến chào hỏi, sở trưởng Chu, ngài đến trùng hợp thật, chúng tôi đang muốn đi cầu Tùng lão phù hộ hay là ngài cùng đi chung nhé. Triệu cán bộ từ chối, đã là thời đại nào rồi mà còn làm mấy chuyện mê tín phong kiến này nữa. Sở trưởng vẻ mặt khó hiểu quay qua nhìn triệu cán bộ, chúng ta muốn làm người chủ nghĩa duy vật, tin tưởng lãnh đạo. Mấy người ở sau nghe vậy liền hét lên, bớt phí lời, sắp mất mạng rồi, còn chặn thì đừng trách lão tử đánh cậu đấy. Triệu cán bộ vẻ mặt sợ sệt nói, các người làm gì vậy, tôi là cán bộ quốc gia đấy. Lý lão đầu oai hùng đi tới đáp, cán bộ quốc gia là phục vụ cho nhân dân, ông không quan tâm đến tình hình của dân sao có thể xứng với hai chữ cán bộ được chứ. Sở trưởng Chu bảo Lý lão đầu đường so đo với hắn làm gì, hắn là em vợ của xã trưởng đấy. Lão Lý bảo sở trưởng yên tâm. Đối phó với loại chó cậy thế hiếp người này tôi có cách, ông trợn mắt lên bảo còn không mau tránh ra. Tên triệu cán bộ sợ sệt liền phải tránh sang một bên nhường đường cho Lý lão đầu đi, hắn nhìn theo dòng người lên núi lo lắng mình đã chọc đến nhân vật lớn nào đó rồi, sở trưởng nói với Lý lão đầu. Tôi biết ông là nhân vật lớn trong thôn nhưng mà quả thật ông không nên đem quần chúng nhân dân làm những chuyện phong kiến mê tín này, xem ra cậu không tin chuyện quỷ phá rồi. Sở trưởng nói, tôi là một lính giải ngũ, bây giờ còn là cảnh sát, tôi tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của mọi người nhưng đừng nói những chuyện này trước mặt tôi. Lý lão đầu hỏi ông, chiến tranh 10 năm trước cậu có tham gia không? Không có, chỉ có chiến hữu của tôi từng tham gia. Nghe nói trong trận chiến đó kẻ địch đã sử dụng tà thuật, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là chiến hữu của mình bị bệnh nên hồ đồ thôi. Lý lão đầu lấy ra mấy cái huân chương, sở trưởng Chu nhìn mà bất ngờ, huân chương tự do, huân chương thắng lợi và huân chương hạng nhất. Sở trưởng lập tức cúi chào kiểu quân đội, thì ra lão tướng quân cấp trên bàn giao bảo vệ quan trọng là ông sao. Lý lão bảo mình không phải lão tướng quân gì cả, đều là chuyện quá khứ rồi, ông chỉ là một lính già giải ngũ bình thường mà thôi. Nếu như không phải vì để lấy được lòng tin của những đồng chí các người thì ông cũng không đem những cái này ra đâu. Tôi lấy những huân chương ra thề. Chuyện lạ đang xảy ra trong thôn này quả thật là có liên quan đến quỷ quái, cậu có tin tôi hay không? Ông cất huân chương đi rồi hỏi, cậu làm lính, làm cảnh sát là vì cái gì? Lập tức sở trưởng đứng nghiêm hô to, vì phục vụ cho nhân dân. Thế không phải là đúng rồi sao, vì lão bách tính chuyện gì cũng có thể làm. Anh ta đáp, tôi hiểu rồi, tất cả hành động của tôi đều sẽ nghe theo chỉ huy của ngài. Sau khi sở trưởng Chu được kể lại hết tình hình, Lung bà đưa anh ta tới bên cái giếng nhà lão tứ anh ta hỏi, không phải nói quan tài sát gì đó ở bên trong này rất lợi hại sao? Chỉ có mấy người chúng ta có thể làm được không? Về phương diện này thì Lung bà là chuyên gia, 10 thằng đàn ông vạm vỡ cũng không bằng một mình bà ấy đâu. Lão Tứ đứng sau nói, thím, tính mạng người nhà chúng tôi đều giao lại cho thím, yên tâm đi. Lung bà nói, vốn dĩ nên đào vào buổi trưa lúc âm khí là thịnh nhất, nhưng bây giờ thời gian cấp bách không thể quản nhiều chuyện như vậy nữa. Lý lão đầu và sở trưởng Chu xoắn tay áo cầm sẻng bắt đầu đào. Một lúc sau thì cái quan tài sắt đã được kéo từ dưới giếng lên, hung thủ chính là ở trong cái quan tài này sao? Lý lão đầu xác nhận, dặn mọi người tuyệt đối phải đem theo hương hỏa mà Lung bà đã đưa cho. Sở trưởng bảo mọi người cẩn thận, anh ta chuẩn bị mở quan tài ra, Lung bà cầm cái quạt thủ thế. Quan tài vừa mở ra thì một mùi hôi thối bốc lên làm ai cũng phải bịt mũi lại, nhìn cái xác bị ngâm nước trong quan tài nổi lên mỗi khuôn mặt. Dù đã bị phân hủy nhưng khuôn mặt này đang nở ra một nụ cười quỷ dị. Lung bà bảo mọi người đều lùi lại đằng sau rồi mình bà cầm quạt tiến lên xem. Cái xác đột nhiên ngồi dậy rồi lại nằm xuống nước văng tung tóe. May mà bà có cầm cái quạt che lại không thì dính trưởng con mọa nó rồi, nước trong hòm đã chảy hết. Bà nhìn cái xác, thật sự là xác mục nát có oán khí rất nặng, bị dày vò thành như vậy thì chả trách oán khí nặng như thế. Sở trưởng Chu bức xúc, chuyện vô nhân đạo như vậy là do ai đã làm chứ, đợi tôi điều tra rõ sự thật nhất định sẽ đòi lại công đạo cho người chết. Ở đằng sau, Lão Tứ đột nhiên ngồi xuống đất với vẻ mặt sợ hãi, cô ta quay lại rồi, cô ta tới để đòi mạng,
sở trưởng yêu cầu lão tứ biết cái gì mau khai hết ra nhanh. Mọi người dìu lão tứ vào phòng, ông từ từ kể lại, mọi chuyện đã trôi qua hơn 100 năm trước, ông cho rằng sẽ không có chuyện gì nữa xảy ra. Lúc đó Điền Gia là nhà giàu nổi tiếng trong 100 dặm xung quanh, ông nội của tôi cưới mấy tiểu thiếp và xác nữ ở trong quan tài là một trong số đó. Nữ nhân này xuất thân từ gánh hát, rất xinh đẹp, nhưng không an phận, đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông. Thậm chí là còn có quan hệ với con cháu của quan thần, ông nội tôi biết được đã xử lý tàn nhẫn tự nhân kia. Sau đó ông nội tôi nghe đạo sĩ lột da rút gân của cô ta, đóng sống vào trong quan tài, nói là làm như vậy có thể khiến cô ta mãi mãi chịu giày vò. Lão tứ ôm đầu sợ hãi, những chuyện này đều là do ông nội làm, không có liên quan đến tôi. Mặc dù tôi đã từng nghe nói, nhưng không ngờ thứ này lại bị chôn ở trong giếng, giờ phải làm sao đây? Lung bà nói, vừa nãy tôi đã dùng quạt kim ngân áp chế cô ta rồi, bây giờ tạm thời sẽ không có vấn đề, nhưng mà đợi đến khi trời tối hồn xác hợp nhất thì khó mà đối phó. Cháu của lão tứ không hiểu rốt cuộc hồn và xác hợp nhất là sao, trước đây hay ra ngoài làm loạn đều là hồn thể của cô ta. Bây giờ hồn và xác của cô ta đã bị đào ra, đợi đến khi hồn và xác của cô ta hợp nhất thì đến lúc đó bà già này cũng không đối phó được với cô ta. Đứa cháu của lão tứ kích động hét lên, vậy các người sao còn muốn đào cô ta ra làm cái gì, có phải các người đố kỵ với nhà của chúng tôi hay không? Lão tứ cản lại bảo cháu mình đừng có mà ăn nói lung tung, lung bà giải thích, xác thịt chính là nhược điểm của cô ta, không đào lên thì các người chỉ có thể đợi chết mà thôi. Đứa cháu lão tứ vẫn cố chấp nói, bà nói cái gì thì xem là như vậy vậy thôi. Lão tứ vội xin lỗi lung bà bảo bà đừng so đo với con nít, cầu xin thím giúp nhà chúng tôi. Lung bà tất nhiên không chấp nhất, chỉ cần kịp thời thiêu cháy xác thịt của nữ quỷ này, cô ta sẽ không gây ra được sóng gió gì nữa đâu, nói rồi tất cả mọi người cùng ra ngoài. Lung bà cầm ngọn đuốc trên tay rồi thả vào trong quan tài, sở trưởng Chu hỏi, như vậy có phải là xong rồi đúng không? Lung bà đáp, vẫn chưa, từ trong đống lửa. Hồn của nữ quỷ hiện lên nói ra một từ, chết, hai chú cháu nhà lão tứ ôm nhau mà sợ hãi. Sở trưởng với thói quen cảnh sát lập tức đứng ra chắn trước hai người. Lão Lý lúc này hét lên, nữ quỷ đó đang còn nói chuyện à, nữ quỷ gào lên, các người đều sẽ phải chết, sau khi trời tối các người sẽ chết hết. Lung bà khá bất ngờ, dù biết cô ta hung dữ nhưng không ngờ lại đến mức ban ngày còn có thể hiện nguyên hình mà nói chuyện. Bà cầm viên đá bảo khí trấn tà khai sơn mộc này ném về phía nó, hồn ma nữ hét lên làm tất cả mọi người đều bịt tai lại. Sau một lúc cuối cùng ngọn lửa cũng thiêu đốt cái xác của ma nữ đó thành tro bụi. Mọi người ôm nhau tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Bà Lung bảo, còn sớm lắm, đây chỉ là mới làm hư một nửa đạo hạnh của cô ta mà thôi, mọi người nghe thấy ai cũng hoảng cả. Lý lão đầu hỏi, đây không thể triệt để xử lý nữ quỷ kia sao, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Lung bà nói, tối nay chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Đứa cháu lão tứ hoang mang hỏi, ôm cây đợi thỏ, đi đâu ôm, không lẽ là nhà của tôi đấy chứ? Không, không được, quá nguy hiểm. Lung bà từ tốn giải thích, nữ quỷ rất hận nhà của cậu, nên tối nay cô ta nhất định sẽ đi qua đây, có muốn tôi qua đây không, cậu suy nghĩ lại đi. Lão tứ cầm tay của lung bà, không suy nghĩ, cầu xin thím đấy, nhất định phải giúp tôi. Trở về nhà, lung bà thắp hương cho các vị tiên gia, bà già này tối nay lại quyết định liều mạng với ác quỷ rồi. Nếu như tối nay bà già có mất mạng trong tay ác quỷ, xin các vị tiên gia niệm tình tôi mấy chục năm cung phụ, bảo vệ bình an cho cả nhà của tôi. Từ chỗ mấy cái lư hương từ từ hiện dần lên một dòng chữ, có thể, lung bà vui mừng đến khóc, bà cúi đầu cảm tạ tiên gia. Sau đó bà đi ra ngoài, đứng trước cổng nhà bà nói, Tùng lão, trong nhà giao lại cho ngài rồi. Vừa ra khỏi cổng thì tiểu cửu chạy ra hỏi, bà nội, bà đi đâu vậy? Tiểu cửu ôm lấy bà nói rằng, tối nay bà không ở nhà ngủ sao, cháu ngủ một mình sợ lắm. Bà rưng rưng nước mắt, tiểu cửu ngoan. Nam tử hán đại trưởng phu sớm muộn cháu cũng phải ngủ một mình thôi, tiểu cửu nói tiếp. Vậy ngày mai bà nội có thể về sớm ngủ cùng cháu được không? Bà nội sẽ cố gắng quay về. Bà nói với tiểu cửu, phải nghe lời, lỡ như bà nội không quay về thì đừng quên bà nội đấy. Nói rồi bà rời đi. Tiểu cửu nhìn theo bóng lưng của bà cũng rưng rưng nước mắt. Bà nội sẽ không về được nữa sao? Cháu không muốn bà nội rời khỏi đây. Tiểu cửu vội vàng chạy đi. Cậu thầm nghĩ, cháu sẽ đi tìm chú ham hổ để giúp đỡ. Tại nhà Điền gia, lung bà đã dùng bột xương của răng chó rải khắp sân. Sau đó dùng sợi bông tẩm máu chó đen treo lên chuông đồng. Răng lưới câu hồn ở trong sân này, những cái này là bà học được từ đạo sĩ đi ngang qua đường, cũng không biết là có tác dụng hay không. Bà hỏi Lý lão đầu, ông chắc chắn là muốn mạo hiểm với tôi sao? Ông già vội đáp, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy mà bà còn nghi ngờ tôi sao? Ngược lại là tiểu đồng chí này, không nên ở cùng với hai lão già này để đánh cược tính mạng. Sở trưởng Chu cứng rắn đáp, cả đời này của tôi cái gì cũng làm hết rồi, chính là chưa làm đào binh. Thứ dơ bẩn đến rồi,
tôi cũng sẽ cắn chặt một miếng thịt của nó. Lung bà rất hài lòng hai người, vừa có chính khí lại có sát khí, đây chính là khắc tinh của quỷ vật. Bà đưa cho sở trưởng một sợi roi, lát nữa thứ dơ bẩn đến cậu có thể dùng cái này để đánh nó. Anh ta hùng hồn đáp, thím cứ đợi xem đi. Chợt lúc này thì những cái chuông rung liên hồi, là ác quỷ đến rồi. Cả ba người lập tức vào tư thế chiến đấu chuẩn bị nghênh chiến. Từ dưới giếng linh hồn nữ quỷ bò lên với bộ dạng vô cùng kinh tởm. Nó gào lên, các ngươi đáng chết. Các ngươi đều chết hết đi cho ta. Nhưng vừa bò ra khỏi giếng thì nó bỏ qua ba người mà chạy thẳng vào trong nhà. Cô ta muốn đi tìm người của Điền gia. Cô ta muốn dụ dỗ chàng trai trẻ để hút dương khí. Từ trong nhà đứa cháu của lão Tứ lúc này cũng đang mở cửa ra. Ngay khi cô ta chuẩn bị vồ lấy cậu ta thì Lung bà cầm máu chó đen trên tay hất thẳng vào người nữ quỷ. Nó gào hét lên vì đau đớn. Nữ quỷ lơ lửng trên không trung, quay lại nhìn người vừa tấn công mình. Sở trưởng Chu cũng rút cái roi ra quất về phía con nữ quỷ, nhưng nó đã biến mất ngay khi cái roi gần chạm đến. Lý lão đầu vội hét lên, Tiểu Chu, nó ở sau cậu. Sở trưởng vừa quay đầu lại thì nữ quỷ đã ở ngay sau lưng anh ta. Nó túm lấy cổ anh ta mà nhấc lên. Lung bà lập tức tới ứng cứu, tiếp tục hất máu chó đen vào người nó. Nhưng lần này nó đã né được mà còn lôi luôn sở trưởng Chu vào trong quan tài của mình rồi đóng nắp quan tài lại. Lý lão đầu gắng sức đẩy nắp quan tài ra nhưng không thể mở được. Lung bà lại gần lấy mấy cành thông từ trong áo ra rồi nhổ máu của mình lên đó rồi bảo Lý lão đầu tránh ra. Ta sẽ dùng cành thông do Tùng lão đưa dính phải máu của ta. Không tin con nghiệt xúc này không dám ra ngoài. Lập tức trong quan tài phát lên tiếng kêu đau đớn của nữ quỷ. Sở trưởng Chu cũng gào lên kêu cứu. Lung bà hét lên, xúc sinh, ngươi còn không ra ngoài. Bà già này liều mạng cũng sẽ dùng huyết lôi chém chết ngươi. Nữ quỷ nói vọng ra từ trong quan tài, có chém chết ta thì người này cũng đừng hòng sống sót. Hơn nữa cho dù bị sấm sét đánh thì ngủ trên cực phẩm như vậy cũng thấy rất đáng. Sở trưởng Chu gào lên, khốn kiếp, thả ta ra, không được cởi quần của ta. Lý lão đầu lo lắng, nữ quỷ này muốn ra tay với Tiểu Chu. Nữ quỷ đang hành sự trong quan tài, ha, thoải mái thật, to thật. Lung bà tức giận, không giữ phụ đạo, cái thứ vô liêm sỉ, bà già này hôm nay nhất định sẽ xử ngươi. Lung bà gọi bát gia ra trợ giúp, bát gia ở trong người Lung bà nói, không phải chúng ta đã nói là không lo chuyện bao đồng rồi sao, bà già ngươi còn muốn mời ta ra làm cái gì? Bổn tiên không chọc đến thứ trong quan tài sắt kia đâu, đệ tử không cần ngài phải liều mạng với con quỷ này, chỉ cần mời ngài đẩy cái nắp quan tài sắt kia ra cứu chàng trai bên trong là được. Xúc sinh này đã bị ta phế đi một nửa đạo hạnh rồi chỉ đợi ngài ra tay. Nếu như cứu được người ra ngoài thì bà già này sẽ bảo người xây miếu, lập bài vị trường sinh cho ngài. Bát gia nghe thấy thế liền cười phá lên, lời này là thật chứ, đệ tử có lúc nào lừa bát gia chưa? Nếu đã như vậy, bổn tiên hôm nay sẽ liều một mạng. Bát gia vừa ra tuyệt chiêu thì đằng sau lưng xuất hiện hình bóng một con cự già, đang tiến tới tấn công thì đột nhiên nắp quan tài mở ra. Nữ quỷ bên trong nhảy ra ngoài hét lên vì đau đớn, Lung bà và Lý lão đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Sở trưởng Chu bò ra khỏi quan tài mà thở hồng hộc, Lý lão đầu và Lung bà chạy tới hỏi, không sao chứ, xúc sinh này bị sao vậy? Sở trưởng Chu đáp, trước khi bị nữ quỷ bắt vào trong quan tài, tôi đã đem máu của chó đen và tàn hương đặt vào trong miệng, đợi cô ta. Khi cắn miệng của tôi thì tôi sẽ nôn hết vào trong miệng. Lý lão đầu kinh ngạc, cậu nói là cắn miệng thì là cắn miệng. Mặt của sở trưởng Chu đỏ ửng lên nói, lão tướng quân. Nữ quỷ lúc này nó hét lên, ta muốn ba người các ngươi sống không bằng chết. Nữ quỷ quay đầu nhìn ba người bọn họ. Tích tắc cái nó đã xuất hiện ở phía sau của Tiểu Chu. Lung bà vội đẩy Tiểu Chu ra cứu anh ta một mạng. Nhưng con quỷ đã cắn một phát vào tay của bà, rồi nó lùi lại đợi thời cơ tiếp. Lý lão đầu hỏi bà, không sao chứ? Bà đáp, bây giờ vẫn không sao. Trên miệng con quỷ vẫn đang ngậm miếng thịt của Lung bà, nó nói, lát nữa thì không biết thế nào đâu. Bát gia nói, nếu chuyện cứ tiếp tục như vậy, thường bát gia tôi sẽ bỏ chạy trước. Lão Lý vội ngăn lại, bát gia, không được đâu. Lúc này ở trên núi, Tiểu Cửu đang một mình đi giữa rừng, miệng thì lẩm bẩm, không sợ, mình là nam tử Hán, mình không sợ. Mình nhất định sẽ giúp bà nội mời Ham Hổ Đại Thúc, như vậy bà nội có thể quay về ngủ cùng với mình rồi, Ham Hổ Đại Thúc chính là ở trên núi tuyết này. Bà nội đã từng nói với mình, đang đi thì cậu vấp té say sát cả người, cậu nén đau ngồi dậy, không được khóc, mình là nam tử Hán, không thể khóc được. Cậu tiếp tục đi lên núi, trong chốc lát thì cậu đã leo lên tới đỉnh núi, trước mặt đã không còn đường đi nữa. Lúc này từ sau lưng của cậu những ánh mắt nhìn cậu từ khi cậu lên núi đã dần lộ diện, đó là những con sói ở trên núi, nó đã nhăm nhe cậu từ lúc cậu bước chân vào khu rừng này. Nhìn đàn sói đói hung dữ trước mặt, Tiểu Cửu ngồi bệt xuống đất bật khóc, mẹ, Ham Hổ Đại Thúc ơi, mọi người đang ở đâu? Tiểu Cửu sắp bị sói ăn rồi, đang kêu cứu mạng thì đột nhiên đằng sau mấy con sói xuất hiện hai con quỷ khiến cho bọn sói cũng phải nép sang một bên.
Tiểu Cửu nhìn mà sợ hãi. Hai tiểu quỷ đứng trước mặt cậu mà nói, khi ngươi sinh ra vẫn chưa ăn ngươi được, bây giờ thì chắc là được rồi. Bọn chúng tiến tới định ăn thịt cậu thì một luồng sáng hất văng bọn chúng ra xa, là cây tùng và đại long đã bảo vệ cậu. Hai con quỷ kia không ngờ tiểu tử này còn có mấy phần bản lĩnh hộ thân. Nhưng để xem thử hộ thân này có thể chịu được đến bao giờ, rất nhanh chúng đã phá tan được sự bảo vệ của cây tùng và đại long. Tiểu Cửu toát mồ hôi sợ hãi nhưng cậu vẫn muốn cứu bà. Cậu sẽ cho chúng ăn thịt cậu nhưng trước tiên phải để cậu đi tìm Ham Hổ Đại Thúc để cứu bà nội đã. Đột nhiên có thứ gì đó đi đến làm hai con tiểu quỷ kia sợ hãi run bần bật, đó là kiệu đỏ của ma y tiên tới, xúc sinh âm vật hạ đẳng. Chết ra chút cho bổn tiên, hai tiểu quỷ quỳ xuống cúi đầu hành lễ rồi lập tức biến mất, tiểu Cửu vui mừng vì đã thoát chết. Cậu lập tức quỳ xuống, dập đầu, đa tạ bà ngoại đã cứu mạng. Ma y tiên từ trong kiệu nhìn ra cảm thấy đứa trẻ này thật là ngoan và hiếu thuận. Bà nghĩ trong đầu, cực âm tử đã thay ra, hại hắn cũng vô dụng, cứ coi như kết thiện duyên vậy. Bà mở rèm ra nói, vậy mà lại gọi ta là bà ngoại. Một đứa trẻ như ngươi nửa đêm chạy đến nơi hoang vu như này để làm gì? Tiểu Cửu ngẩng đầu lên nhìn rồi lại dập đầu xuống, cầu xin bà ngoại hãy cứu giúp bà nội của cháu. Ma y tiên khó hiểu hỏi, cứu bà nội của ngươi, bà lại bị làm sao? Tiểu Cửu đáp, bà nội đi tìm thứ dơ bẩn, nói là sẽ không quay lại ngủ cùng với Tiểu Cửu nữa. Tiểu Cửu muốn đi tìm Ham Hổ Đại Thúc nhưng tìm cả núi rồi không thấy. Nói đến đây cậu bật khóc, là Tiểu Cửu vô dụng, không cứu được bà nội, hu hu. Ma y tiên túm lấy Tiểu Cửu rồi bế vào trong lòng, đứa trẻ ngốc, muốn tìm Đại Thúc Ham Hổ thì phải đi lên trên núi tuyết. Ngươi đến núi ma y của ta không phải là lãng phí vô ích rồi hay sao, là Tiểu Cửu tìm nhầm nơi rồi ư? Tiểu Cửu bật khóc, nước mắt thành dòng, Tiểu Cửu xin lỗi bà nội. Ma y tiên lau nước mắt cho Tiểu Cửu, đừng khóc nữa, do ngươi đã gọi ta một tiếng bà ngoại nên chuyện này bà già này sẽ giúp ngươi, cậu vui mừng nói. Thật sao ạ, yên tâm, cái thứ ở trong quan tài sắt đó vẫn chưa đến mức dọa được bà ngoại đâu, nói rồi bà phóng kiệu xuống núi ngay lập tức. Trở lại điền trang nhà lão tứ, lúc này nữ quỷ nó đang gáy to, đừng vùng vẫy nữa. Còn sở trưởng Chu đã nằm gục trong vũng máu xem ra sắp chết rồi, Lý lão đầu cũng đã mệt mà dựa vào thanh đao của mình thở hồng hộc. Bà già chết tiệt đó không cứu được các ngươi đâu, bà ta đã bị ta nhốt vào trong quan tài sắt kia rồi, đợi pháp lực của lá thông phai mờ sạch sẽ thì ngày chết của bà ta sẽ đến. Lý lão đầu tức giận nói, ta chinh chiến nửa đời không chết ở trên chiến trường nhưng lại chết trong tay của xúc sinh ngươi, còn liên lụy đến đồng chí Tiểu Chu. Ông già này sẽ liều mạng với ngươi, nữ quỷ lao tới hét lên, ngươi cũng ngoan ngoãn chịu chết đi. Lão Lý cầm đao chém xuống nhưng nữ quỷ một tay hất thành đao ra. Tay còn lại nó đâm xuyên qua người của lão Lý định bóp nát tim của ông nhưng có thứ gì đó cản lại nên nó chỉ có thể đẩy ông ra. Ngươi là kẻ nào? Sao lại có công đức hộ thể? Lý lão đầu không hiểu nữ quỷ nói gì, cái gì mà công đức hộ thể chứ? Hóa ra là do những huân chương đó đã cứu lão Lý một mạng, nữ quỷ tức giận chửi lên, chết tiệt, là do mấy cái huân chương đó. Bỗng trên trời sấm chớp nổi đùng đùng, nữ quỷ sợ hãi mà bịt mõm lại nói, tiểu nữ không dám nói bậy. Nó dường như cảm nhận được gì đó nguy hiểm sắp tới. Nó lập tức mở nắp quan tài sắt ra đẩy lung bà ra ngoài rồi trốn vào trong. Lý lão đầu thấy lung bà được thả ra lập tức chạy tới, bát gia cũng xuất hồn ra khỏi lung bà, cuối cùng nữ quỷ kia cũng đi rồi, lung bà gắng gượng đứng dậy nói. Không hay, cô ta chạy trốn, Lý lão đầu lo lắng đáp, lúc này đừng quản những chuyện này nữa. Nữ quỷ kia đang cưỡi quan tài chạy trốn thì bị kiệu của ma y tiên chặn lại, gái điếm, nghe nói ngươi rất hung dữ sao, bên trong quan tài vang lên, không dám, nào nào. Để bà ngoại yêu thương ngươi một chút nhé, nữ quỷ ở trong quan tài bị bóp nghẹt, thậm chí cả cái quan tài cũng bị bóp nát vỡ vụn ra thành từng mảnh, lung bà lo lắng. Sao còn có người hung dữ hơn cả nữ quỷ kia đến thế này, bát gia ra chào hỏi, ma y lão lão, lão nhân ra ngài vào trong thôn đi dạo sao không nói trước với vãn bối một tiếng. Để vãn bối cũng có thể chuẩn bị chứ, ma y tiên cười lớn, ha ha, chuẩn bị cái gì, chuẩn bị mấy huynh đệ cùng nhau đến mai phục ta sao. Bát gia cười ngượng ngùng mà đáp, sao có thể chứ. Lung bà thay mặt tất cả người dân trong thôn cảm ơn lão lão đã ra tay giúp đỡ, nếu như quan tài đã bỏ chạy, chỉ sợ hậu quả khó lường. Ma y tiên nói, không cần cảm ơn ta, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tên nhóc này đi, ta nể tình của hắn mới quản những chuyện phiền phức này đấy. Tiểu Cửu từ kiệu của ma y tiên được thả xuống, hai người đỡ lấy Tiểu Cửu, nhìn vô cùng bất ngờ định gọi cậu dậy thì ma y tiên cản lại, đừng làm phiền cháu ngoại của ta đang ngủ. Hai người các ngươi đã già rồi cũng không chịu ở yên. Hôm nay suýt chút nữa là hại cháu của ta bị quỷ bì ăn rồi. Lung bà nghe vậy thì bất ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ma y tiên hạ kiệu xuống đất kể lại câu chuyện, lung bà nghe thấy mà xúc động đến khóc. Không ngờ đứa trẻ Tiểu Cửu này lại có lòng hiếu thảo như vậy, Tiểu Cửu đang ngủ cũng mơ nói, bà ngoại đi đến nhà cháu chơi.
đừng đi đâu nữa. Thấy tiểu cửu ngủ mơ cũng thiếu thuận khiến cho ma y tiên càng lúc càng thấy thích nó. Lung bà đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Lão lão, chi bằng tôi sẽ lập một bài vị cho ngài. Ngài có thể đến thăm tiểu cửu bất cứ lúc nào cũng được, có được không? Tập này đến đây thôi nhé. Mời các bạn truy cập kênh Men Review để xem tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.